Hey, thân chào tất cả các bạn thân yêu đã trở lại với kênh Mod Game. Thì hôm nay đến với kênh Mod Game, mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái rip thật là mới mẻ của game Lock Ruin. Thì cái rip này nó có menu phải nói là khá lạ mắt. Thì trước tiên đến với rip thì chúng ta hãy like cho mình cái video này ha, comment tốt cho video này để cho mình có thêm nhiều cái động lực để làm ra nhiều video hấp dẫn hơn gửi đến các bạn ha. Thì cái rip này khi các bạn mở lên nè, khi các bạn nhấn mở lên ha thì các bạn thấy nó chậm hiện lên đó. Do lúc mà các bạn mở rip lên thì nó có vấn đề ở đây, đó là hơi bị lắc nha các bạn, mình lưu ý ha, chứ không phải là các bạn nhấn một cái là thấy nó không xuất hiện là cái rip nó hỏng đâu, không phải đâu, nó bị lắc các bạn. Rồi ở đây chúng ta có auto nè, auto farm nè, auto farm factory nè, rất nhiều loại auto ha, mastery có luôn, random born, auto random born, rất nhiều loại auto nó được tích hợp trong đây, thành ra các bạn tải về trải nghiệm thoải mái. Tiếp theo là PvP. PvP có Telebot, Auto Farm Layer nè, rất nhiều. Còn phần ta thì Auto Melee, Auto Defense, Auto Work, Auto Gun, Auto Review Rui. Về Telebot, Telebot thì Telebot On Work, Telebot To Second C. Còn Digun thì Auto Farm Digun, Auto Aura. Còn phần về random trái quỷ thì cũng có random hơn các bạn. Mình vừa random được cái trái trọng lượng. Trái trọng lượng thì mình chú rác cái này luôn. Mình bỏ nó hoài, nó cứ dính hoài. Thì trái quỷ này nó là một cái trái tệ nhất trong những trái quỷ đó, thành ra mình không sử dụng nó. Rồi bây giờ mình sẽ auto farm đi ha, auto farm cho các bạn coi có phiên bản này nó auto farm mượt mà hay không ha, auto farm có ngon hay không. Khi mà auto farm ở phiên bản này các bạn bật lên nè, các bạn bật lên thì các bạn thấy nó sẽ đánh, nhưng rồi có khả năng là đánh không chết như thế này đây. Đó là vì sao? Đó là vì các bạn bật cái rip lên thì nó sẽ bị lắc đó nha các bạn. Để khắc phục được cái tình trạng này thì các bạn làm như sau như mình ha. Các bạn mở cái menu nó lên nè, mở menu lên đó, chúng ta sẽ đánh với cái chức năng là Galaxy Fast Attract và bật wide range đó, thì cái tình trạng lắc nó sẽ mất đi. Chúng ta sẽ bật như thế này một lát cho nó đánh cho nó ổn định đi, rồi một hồi các bạn muốn bỏ cái wide range đi thì các bạn bỏ, có nghĩa là bỏ cái màn hình trắng đi. Còn ban đầu thì chúng ta cứ thử nghiệm như vậy để tránh cái trường hợp lắc mà đánh kho, một là không đánh, hay là đánh không chết ở giai đoạn đầu. Sau đó thì các bạn bật là nó sẽ trở lại bình thường nha các bạn. Và cái phiên bản này farm rất là ngon luôn, nó farm gom quái và có farm Galaxy Fast Attract đó, đánh rất là lẹ luôn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng tải về để trải nghiệm phiên bản này cùng với mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ cho kênh của mình trong thời gian qua. Nếu các bạn nào mà mới đến kênh của mình á, thì hãy đăng ký kênh để bật chuông thông báo để mà có những được giây phút thư giãn cùng kênh ha, tải được nhiều cái ứng dụng mà hay cùng kênh nha các bạn. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drum. This time I won't let you in. You're playing with fire. Knew I'd been on the brink, but this time I won't collapse like I did yesterday.
yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away.